Bức xúc vì tin đồn, vợ tài xế Phiến khẳng định chồng tôi vẫn khỏe mạnh không như mấy lời mọi người nói. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tin Tức Dân Trí. Vợ tài xế Phiến cho biết mấy hôm nay thấy tin đồn chồng mình tử vong, gia đình bà rất bức xúc. Người phụ nữ chia sẻ hiện tại không muốn bình luận bất cứ điều gì, chờ kết luận của công an để mọi chuyện được sáng tỏ. Liên quan đến vụ việc cháu bé trai 6 tuổi tử vong vì bỏ quên trên xe ô tô, ngày 21 tháng 8, Công an quận Cầu Giấy Hà Nội đã và đang kiểm tra làm rõ. Phía cơ quan vẫn đang triệu tập bà Nguyễn Thị Bích Quy, người phụ trách đưa đón học sinh trường Gateway để làm rõ. Ngoài những thông tin liên quan đến bà Nguyễn Thị Bích Quy, hai ngày vừa qua, mạng xã hội liên tục đồn thổi những thông tin ông Doãn Quý Phiến, tài xế lái xe ô tô, xảy ra việc và đã tử vong. Về thông tin này, công an khẳng định đây là tin thất thiệt, sẽ xem xét xử lý các cá nhân thông tin đồn gây ảnh hưởng đến quá trình điều tra. Sau khi tin đồn dấy lên, ngay trong chiều tối ngày 19 tháng 8, một số cán bộ công an đã trực tiếp đến nhà ông Phiến để kiểm tra và khẳng định người đàn ông này vẫn khỏe mạnh. Hiện tại ông Phiến đang sinh sống trong một căn chung cư ở Hà Nội. Phóng viên đã tìm đến nhà riêng nơi ông Phiến sinh sống, thì được vợ tài xế cho biết, từ khi trụ sở công an trở về, phía bà Nguyễn Thị Bích Quy, người phụ trách đưa đón bé L, hiện tại đã nhờ sự giúp đỡ từ phía luật sư. Người phụ nữ cho biết, sau khi xảy ra sự việc, bà đã rất sợ hãi, mất bình tĩnh nên không nhớ được tường tận sự việc. Đến giờ sau khi bình tĩnh lại, bà khẳng định việc vẫn còn rất nhiều chi tiết bất thường cần phải làm rõ. Các bạn nhớ like và subscribe kênh YouTube Tin Tức Dân Trí để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày các bạn nhé. Đưa đón. Chiều tối ngày 6 tháng 8, vợ chồng anh Lê Văn Sơn, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, bần thần khi nhận tin dữ từ trường Trung học Quốc tế Gateway, Cầu Giấy, Hà Nội thông báo con trai mình đã tử vong sau khi được đưa đi bệnh viện E Hà Nội. Anh Lê Văn Sơn, bố của cháu LHL cho biết, đây là buổi học thứ 2 của cháu tại trường quốc tế Gateway.